Trời ơi, cái cảnh dễ thương vậy. Hai Tết ngồi chút cái ghế nè, chụp tuyệt vời luôn. Đang chuẩn bị chụp hình cho hai của Thi. Hello, Thi xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Thi Suýt Cuộc Sống Nông Thôn Thụy Sĩ. Thì mọi người ơi, hôm nay Thi sẽ dắt mọi người đến một cái nơi rất là nổi tiếng nha mọi người. Ở đây thì cái làng rất là đẹp luôn nha. À, có một bộ phim Hàn Quốc để đóng tại ngôi làng này đó mọi người. Đó là bộ phim Hàn Quốc Hạ Cánh Đi Anh nha. Đây nè, Incheon nha mọi người. Rất là đẹp luôn ha. Đẹp không? Đẹp dễ mang luôn. Trời ơi, cái nhà kia nhất nát. Trời ơi, xuống cái sông này nữa chứ. Cưng gì trời. Đó cho mọi người. Đó. Wow, đẹp không? Ồ, đẹp. Ơ lộn. Em đi xe qua rồi. Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Trời ơi, cái chỗ này đỉnh quá. Cái chỗ này đẹp quá. Chụp chim tấm hình chỗ này đi lên. Hai. Hai, quay lại. Hai. Đây là địa điểm hạ cánh bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc Hạ Cánh Đi Anh nha cả nhà ơi. Incheon. Trời ơi, đẹp quá. Liam. Liam, tới đây. Cháu đi chạy ra trước hàng. Trời ơi, trước nha mọi người ơi, thấy siêu đỉnh không? Đưa sờ nắm tay em đi con. Dạ. Lên nắm tay em, lưu sờ. Lên tới đây. Lên tới đây con, nhanh lên. Nắm cái tay gì nè. Nắm tay giùm đi. Đây. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi, quá sắc, xuất sắc luôn. Lâu lắm rồi Thi mới rất ước đến đây, nhưng mà hôm nay mới cái dịp nè mọi người. Đây có cái con robot nó cắt cỏ dễ thương mọi người. Trời ơi, nho, nho, kia kia. Liam thấy không con? Thấy không? Coi nè, nè. Trời ơi, nó nhiều lắm mọi người coi nè. Nhiều không con ha? Trời ơi, con thích ăn nho không? Hả, con thích ăn nho không? Trời ơi, nó nhiều lắm mọi người ơi, coi kìa. Cái khúc này vườn tược đẻ quá. Ở trong đây là họ trồng bí nè. Trời ơi, dễ thương dữ vậy trời. Ở đây là cái khu vườn. Ra đây con, ra đây. Ra đây con, Liam ra đây, vô trong đó làm gì? Ra đây. Ra đây gì con? Biết rồi, để nó cắt cỏ mà. Ra đây nè. Trời ơi, cái vườn đâu này cưng quá. Cưng quá, cưng luôn. Liam tới đây con. Liam tới đây nha con. Cái nhà này giùm cưng vậy trời. Tới đây. Trời ơi, cây cà chua nó cao.
cái cây chua nó keo dữ con, đứng dưới đây coi. Trời ơi, cây chua nó keo dữ vậy đó hả? Wow, đẹp quá. Trời ơi, dễ mang quá đây. Đây nè mọi người ơi, nó đẹp lồng lộn, ở đây có mấy cây táo nhỏ nhỏ mà cưng quá đi. Hiện tại là đang táo. Hiện tại là trời đang có tối nha mọi người, cũng chiều rồi đó. Cho nên là cái cảnh hơi buồn một xíu. Hai, chụp chân cái cảnh vô đây đi. Vô đây hai. Nhờ chị thì chụp hình. Xong rồi chụp hình nữa. Cưng quá mọi người ơi, coi kìa. Trời ơi. Vô nè. Chị có tin nè. Nhờ có chị Thi qua cho nên mấy chị em mới đi dạo đó mọi người, mới có những cái cảnh đẹp cho mọi người xem nè. Chứ bình thường rất xa lắm. Lái xe gần 3 tiếng đúng không chị? Gần 3 tiếng đó mọi người. Một mình Thi thì Thi rất là sợ. Cho nên có chị Thi chị đỡ sợ hơn. Vậy đi, đi chị ơi. Không có chị sao đỡ sợ hơn thầy vậy? Có chị Thi là đỡ sợ. Tại vì có chị cái gì là bờ mình vai của em. Chị là bờ vai. Vai của em, chỗ nhà cưng dữ vậy. Hết pin. Hết pin rồi. Cái khúc mấy cái nhà này dễ thương gì đâu luôn á trời. Gần xong rồi con, xíu nữa thôi. Trời ơi, mà rất tiếc là cái cảnh thấy quay bị tối. Tại vì đi xong rồi sẵn ghé mọi người. Ở đây nó có bí. Trời ơi, cái thấy cái bí này nè chị. Dễ thương ghê không? Dễ thương vậy. Đi đi em chạy theo. Trời ơi, bí họ trồng lên đây dễ thương vậy trời. Ở trên đây là cái chỗ phân bò đó mọi người. Mà cuối cùng họ trồng bí nè. Họ trồng bí, chỗ nó tốt dễ sợ luôn coi kìa. Dễ mang luôn thiệt coi chưa. Mấy chị chịu phân đồ đây là mấy chị tốt nè. Hình như ở trong đây là nông trại mọi người. Cho nên họ treo những cái chuông cho con bò nè. Sao mà nó lộn lại vậy trời. Tạm biệt. Chuông kìa Liam. Đó. Tạm biệt đấy, thành phố xinh đẹp đây này. Đây của thụy sĩ. Con chạy qua kia con đi. Cái vườn cái này cũng cứng vậy. Giờ đi đâu thấy vườn là khoái à. Họ trồng hoa rồi đẹp vậy trời. Em muốn trồng cái hoa này mà tìm hoài nó không có đúng. Trồng vườn hoa đó nhiều lắm. Em cái trong bì á. Thì, trong bị đó mà sao cứ tìm hoài là về gieo nó bị sai hết trơn. Trời ơi, cái bọc cái gì xin lát cái bóp bự giả mèo không. Trời ơi biết. Nó bự dữ vậy. Cái trái su su đúng không. Trời ơi nó bự, người ta không có hái ăn. Hình như trồng là để cho đẹp thôi sao á. Hồi xưa nhà xưa họ hay bỏ nó leo hả. Họ bỏ nho leo lên á. Đi con. Đẹp quá. Có mấy cái nhà kia là họ để họ chăn nuôi rồi họ để đồ nghề rôm rẻ rồi sao. Cái nhà này dễ thương như vậy. Đây là mấy cái nhà này em mê nè Nguyễn. Kiểu nhà đây nè. Cưng ha. Ở bên áo nhiều á Nguyễn. Đẹp dễ mang luôn trời. Ủa cái nhà đây có người ở không ta, mà sao thấy cũ vậy ta. Nhà cái nhà gì ta. Thấy ở ngoài họ bằng gỗ hay gì ta. Xem thử coi. Sao thấy nó cũ vậy. Ôi cũ không mẫn mọi người. Trời ơi đẹp quá. Chỗ đây nhất nách nè mọi người ơi. Chỗ kia là đứng chụp. Đây nè hai. Đi cái chỗ đi ra chụp được không. Ra chỗ đây đúng không. Được không ta. Được phép không ta. Đỗ đây được đúng không. Chị đứng chỗ kia kìa. Đứng kia chói qua em á. Đúng không. Chị đứng kia. Trời ơi sao quá đẹp kìa. Ở sau rất là đẹp luôn mọi người ơi.
sắc quá. Trời ơi, cái cảnh dễ thương vậy. Hai Tết ngồi chỗ cái ghế nè, chụp tuyệt vời luôn. Đang chuẩn bị chụp hình cho hai cụ Thi. Trời, bây giờ là chợ khác, cái này là mình lên để mình đúng rồi. Mình lên đây người ta chở mình đi cái vòng qua biển hết, xong bây giờ mình quay lại nè. Bây giờ mình đi nữa, giờ ai mà chở mà đi? Khuya tối rồi mà đi cái gì? Rồi đi, Nguyễn mua cà phê chưa? Em mua đi. Giờ là khách đang xuống tàu. Cái tàu này thì mình mua vé nha mọi người. Xong rồi mình ngồi lên trên tàu thì một cái chuyến tàu của nó bao nhiêu tiếng, họ sẽ chở mình quanh cái sông hả? Mình đi ngắm hết những cái vùng quanh cái sông này nè, xong rồi họ chở mình về lại. Thì Thi chưa có đi nên Thi chưa biết nha. Có những cái địa điểm khác thì Thi đã đi rồi. Ok mọi người ơi, bây giờ chị em có thể đi về đây, cũng tối rồi đó. Okay. Uống cho tỉnh hả? À, đây. Uống đi, em đâu uống cà phê được. Đứng đây đợi hay sao? Đi quay luôn ha, đi quay luôn. Bây giờ tối rồi nha mọi người, bây giờ chị em có thể đi về đây. Tại vì trời nó tối á, cho nên nó lại không có đi được nhiều nha mọi người. Bây giờ tranh thủ đi về, tại vì từ chỗ Thi mà đi, từ chỗ đây về nhà Thi cũng gần 3 tiếng rồi, cộng thêm mới là bị kẹt xe nè, rồi có mấy cháu nhỏ nữa. Cho nên Thi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi nha. Mọi người thương Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký, cũng như thể nhất cái kênh mình cấp cho Thi. Thi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở cái video lần sau. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.